Thưa quý vị, theo đề án tăng cường vận tải công cộng kết hợp kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông, kiểm soát và điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải vào trung tâm thành phố, được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trong Nghị quyết số 102 ngày 7 tháng 7 năm 2017. Đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ có 20 tuyến xe buýt vận hành, đến năm 2025 là 26 tuyến. Từ 40% cho đến 70% người dân khu vực trung tâm thành phố chỉ cần bước không quá 500 mét là có thể đi xe buýt. Thế nhưng qua hơn 5 năm đi vào vận hành, nhìn vào tiêu chí số tuyến xe có thể thấy những kỳ vọng ban đầu vẫn chưa thể trở thành hiện thực. Nguyên nhân do đâu? Tìm hiểu của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Với mục tiêu phát triển mạng lưới và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, kiểm soát ứng dụng phương tiện cơ giới cá nhân, điều tiết hợp lý các phương tiện vận tải ra vào trung tâm thành phố, nhất là khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông. Ngay khi nghị quyết ra đời, thành phố đã dành sự đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng, xe cộ, bến bãi. Những chuyến xe buýt mới được đưa vào hoạt động với trang thiết bị hiện đại, cùng với đội ngũ phục vụ văn minh, lịch sự. Có sự trợ giá vé của thành phố đã nhanh chóng thu hút nhiều lượt khách lên xe buýt. Qua 5 năm hoạt động thì có thể chúng ta chia ra làm hai cái giai đoạn chính. Giai đoạn trước dịch Covid thì phải nói là tình hình hành khách đi xe buýt có cái sự tăng trưởng rõ rệt. Có năm tăng trưởng trên 10% và đã đạt đến cái thời điểm trước dịch. Theo thống kê chúng tôi thì là đạt đến con số là 17 hành khách bình quân trên một lượt chuyến. Tuy nhiên 3 năm trở lại đây, tình hình hành khách đi xe buýt được trợ giá vẫn thưa dần. Có khi trên xe chỉ có vài hành khách trong giờ cao điểm. Nguyên nhân chính được nhận định là do ảnh hưởng rất lớn từ dịch COVID-19 tác động đến thói quen sử dụng vận tải công cộng của người dân. Một số tuyến trước đây cắt giảm khi hết hợp đồng, chưa được kết nối trở lại. Một số chuyến không chạy đúng quy định nên hành khách dần quay lưng với xe buýt. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài 6 tuyến xe buýt đang duy trì hoạt động, thì chỉ có 2 tuyến R16 Kim Liên – Đại học Việt Hàn và tuyến R4A Cảng Sông Hàn – Hòa Tiến hoạt động có hiệu quả. 4 tuyến còn lại rất vắng khách. Ngoài lộ trình chưa hợp lý, thời gian chờ đợi trên 30 phút, điểm đón xe buýt quá xa khu dân cư nên hạn chế người dân đi xe buýt. Số lượng người đi xe buýt là rất là ít. Theo em nghĩ là do cái trạm nó chưa được phù hợp. Thành ra là cái lưu lượng của người đi xe buýt rất là sẽ ít. Chứ tại vì có nhiều người họ lên xe buýt họ vẫn nói là vì sao là cái trạm xa mà họ lên xuống họ không phù hợp và toàn người già không, thành ra là ách tắc lại, thành ra là khó đi. Khi dân họ thấy cái khoảng đường của họ đi không có tiện, nhiều khi cái trạm của họ cũng không có gần, cho nên nhiều khi họ có máy, cho nên mình cũng không có hiểu được của người dân. Còn già không hiểu được, có nhiều lúc có nhiều khi họ muốn đi nhưng mà họ chờ lâu họ không đi được, hoặc là khi tới cái trạm mà xa quá họ không đi được, vậy thôi. Trả lời về vấn đề này, ngành giao thông vận tải thành phố cho biết. Sau khi mà chúng tôi đưa 11 cái tuyến xe buýt trở lại hoạt động đầy đủ á, thì nó sẽ chạy theo các cái lộ trình đã được điều chỉnh, chứ không phải theo các lộ trình hiện tại. Như vậy là sẽ tạo thuận lợi hơn rất nhiều cho hành khách đi xe buýt. Sắp tới đây sở cũng đã chuẩn bị và đưa vào một số các cái giải pháp để tăng cường thêm cái tiện ích của xe buýt, như là cái hệ thống vé QR code, rồi một số cái app để mà có thể là điều hành cái xe buýt nó hợp lý hơn.